Nga đang ở Apple Store và chuẩn bị vô mua. Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đến với channel của Vừa Nga nhé. Nga cũng xin kể với các anh chị và các bạn ngày hôm nay, kể từ lúc khoảng lúc 10 giờ sáng thì Nga khởi hành bắt đầu đi chạy đến khu vực của Apple Store, và khu vực đấy là ở trong Mercy. Thì thật sự nên mình như cái cảnh tượng mình thấy giống như thí dụ như các anh chị và các bạn có đi mua phone, có đi xem phone ở tại Việt Nam thì thấy rất là dễ dàng khi mà chúng ta đến những cái store nó bán chuyên bán về phone á, thì mọi người sẽ thấy rằng là họ để phone ra trưng bày rồi mình cầm đó rồi mình test, mình xem mẫu mã. Thì đối với Apple Store mình cứ hình dung là mình đến đó mình có thể là test mọi thứ được nhiều, mọi thứ mình ấy. Nhưng thật sự ra người ta chỉ để cái mẫu đúng là phone họ để, không có thể để được bản demo mà họ để cái thiệt và mình coi. Và mình cứ nghĩ là giống như các chị và các bạn có thấy hình ảnh của Khoa Bất mà trong cái việc anh ta đi mua phone ở tại Nhật, thì mình thấy là nó rất là phức tạp, cầu kỳ, là nào là phải lấy passport, nào là phải lấy gọi là Gmail gì mà với passport ta nói là phải fit với nhau tất cả thì mới dễ dàng mua. Còn đối với khi mà mình đi mua phone iPhone á ở Mỹ thì mình thấy nó đơn giản vô cùng luôn á các anh chị và các bạn. Có nghĩa là mình vô mình lựa chọn rồi xong mình kêu ra rồi mình order, mình trả tiền, mình muốn trả tặng bằng cash, có nghĩa bằng tiền mặt, hay là mình muốn trả bằng thẻ tín dụng gì cũng dễ dàng, không là phân biệt là người trong nước hay là ngoài nước gì. Có nghĩa anh chị và các bạn vô mà họ cũng chả có kiểm tra về passport của mình gì hết cả, có nghĩa là vô nói à lựa tôi muốn cái iPhone này, thế là mình mới order. Mình order thì trong vòng tức tắc người ta hỏi là đầu tiên chàng ta hỏi muốn loại nào. Mình nói mới đầu mình định mua cái Pro nhưng mà nghĩ là mình còn phải mua một cái laptop riêng của mình, do đó mình không có mua cái Pro và mình mua cái 11 thôi ha. Trên tay Nga đang hiện giờ đang cầm cái 11 chứ không phải 11 Pro. Thì hồi nãy Nga cũng có trong cái clip của mình cũng có cái những cái đoạn mà các chị và các bạn thấy là 11 Pro. Có nghĩa là 11 Pro nó khác với 11 á, là ở một cái chỗ là có 3 camera, và 11 Pro thì nó có 2 loại, có nghĩa một loại lớn và một loại màn hình lớn và một loại hơi nhỏ nhỏ một chút xíu, và cả hai đều có 3 camera. Và 11 thì nó có 2 camera, và giá tiền của iPhone đặc biệt là nó sẽ thay đổi theo cái memory của nó, có nghĩa cái bộ nhớ của nó là bao nhiêu. Ví dụ như nếu như đối với dòng iPhone 11 mà Nga cầm trên tay đây nè, là nó chia là 64, 128 và 256. Và cái mức chip hiện tại trên mình đang cầm đó là cái 256. Và cái 256 này mình khi mình lại mình hỏi là anh chàng ta mới hỏi là muốn cái nào, thì là mình nói là 11, màu gì thì mình nói màu trắng ha, rồi dung lượng thì mình nói đọc cái dung lượng ra, rồi sau đó anh chàng ta bấm cái mã đó xuất vô phía trong cái phòng giống như cái chỗ mà kho vậy, người ta cầm ra đưa ra một cái như thế này, rồi sau đó anh ta bấm. Có nghĩa là hồi nãy cái quy trình mà các chị các bạn có thấy để ý kỹ là rất là nhanh gọn lẹ. Có nghĩa sau đó đưa cái mày ra rồi xong bấm cái kịch cái reset nó, cái quá đơn á, nó được in cái rẹt từ ở phía dưới cái bàn của cái iPhone, thì sau đó cái bàn mà để những trưng bày cái iPhone rồi cầm cái reset ra. Và nghe nói luôn là khi mua một cái iPhone ở bên Mỹ nó sẽ khác một chút xíu so với cái iPhone ở Việt Nam. Ví dụ như ở Việt Nam
chúng ta một cái iPhone. Sau đó trong cái điện thoại chúng ta, khi mà chúng ta có cái SIM cũ, chúng ta cái gắn cái SIM đó vào cái SIM của iPhone, game SIM của phone là xong, sau đó chúng ta sẽ cài xài được. Còn đối với khi mà chúng ta mua iPhone ở tại Mỹ á, là nó có một những cái mạng thuê bao riêng, như ví dụ như là AT&T hay là T-Mobile hay là gì Verizon gì á, thì các anh chị và các bạn sẽ có hình thức là trả góp hay trả đứt. Ví dụ như các anh chị và các bạn ở tại Mỹ hay ở nước ngoài đi, mình mua cái, đối với Nga mua cái unlock, thì cái unlock là khi trong mua người ta ghi là unlock và SIM free, và mình bị một lẫn lộn với mình cứ nghĩ là SIM free là người ta tặng cho mình một cái SIM, nhưng khi mà nói chuyện kỹ thì SIM free ở đây có nghĩa là 11 unlock không có SIM. Đó là cái cụm từ unlock plus, có nghĩa là unlock plus SIM free, có nghĩa là một cái iPhone unlock là dùng ở nước ngoài được ha, SIM free là không có SIM. Và nếu như mình có SIM tại Mỹ thì mình gắn vô mình xài. Thì như ngày nãy nghe nói rồi, cho ở Mỹ nó giống như là ở Việt Nam vậy, SIM free của nó, SIM chứ nó có các nhà mạng giống như Việt Nam mình có Mobile, Vina, Viettel hay là Vinam, Vietnamnet hay là một cái gì BB á, nghe cũng không nhớ, tại nhiều cái mà những cái đó nó cũng không thịnh hành. Rồi sau đó mình mua mình gắn vô là mình xài. Thì ở bên Mỹ nó cũng vậy. Ví dụ như các anh chị mua cái unlock, có nghĩa là người ta muốn trả luôn, đứt đoạn luôn, không phải trả góp. Tại nó có hai hình thức, có hai hình thức để sử dụng. Thứ nhất là một cái là mình trả đứt đoạn luôn cái phone, rồi sau đó mình chỉ thuê bao cái mạng, rồi hàng tháng mình trả bao nhiêu đồng vào đó. Thì tùy theo cái số line mà các anh chị và các bạn mở tại Mỹ, thì tất nhiên trong gia đình thì cái đường line đó, giống như cái số càng nhiều thì cái giá đóng nó cũng tương đối là nó rẻ và nó mềm, còn mà ít thì nó tương đối là nó cao. Thì hồi nãy Nga cũng có nói chuyện với chị của Nga, chị Nga cũng có cho biết. Và một điều nữa là đối với cái nếu như các anh chị mà mua trả góp, giống như ở Việt Nam mình á, mua trả góp, thì nếu như Việt Nam mình mua trả góp thì mỗi tháng mình góp rồi mình sao ra, mình đến một thời gian nào đó thì cái đó thuộc về của mình. Và ở Mỹ thì cũng có vậy, nếu như mình không mua unlock, có nghĩa là nếu mình mua unlock rồi mình mua SIM của kia thì mình gắn vô thì hàng tháng mình thuê bao. Còn nếu mình muốn trả góp, có nghĩa là mình sẽ vừa trả tiền phone và mình vừa trả tiền mạng luôn, cái đó tùy theo từng người. Và giống như nãy có nói rồi, nó gồm có là AT&T, T-Mobile hoặc là Verizon gì á, thì các anh chị và các bạn sẽ mua. Và khi mà nghe order xong, họ mới cho mình một cái phone như thế này, mình cầm về tóc hình luôn. Và họ không có, tự mình phải cài ở nhà, không phải cần cài ở chi tại Apple Store. Và bây giờ thì Nga sẽ cho các anh chị và các bạn xem coi phía trong đây. Thật sự ra là mình muốn coi là, tại vì đợt trước khi mà Nga mua cái iPhone 7 nó rất là kỳ, là iPhone 7 họ không có cho mình, họ chỉ cho mình là một cái earphone ha. Nhưng các anh chị thấy là khi mà mua SIM á thì mình sẽ có một cái earphone, có nghĩa là một cái tai nghe. Và một trong cái tai nghe thì nó có cả cái speaker. Thì cái này, dây này thì hầu như ai cũng biết rồi, một đầu cắm vô sạc, một đầu này kia. Nhưng mà khi mà Nga nói chuyện thì Nga không biết là đối với iPhone 7 thì họ có cái cổng giống như cái đầu jack này, rồi ra cái cổng jack 3 ly, dùng thí dụ như mình muốn cắm vô dàn loa thông qua cổng jack 3 ly thì cũng dễ dàng. Nhưng mà khi mà iPhone 7 Nga mua về thì mình không có thấy có. Và Nga cũng kết hợp khi mà Nga mua cái iPhone 11 này á, thì Nga cũng mua luôn cả cái dây jack cắm. Thì cái dây cắp dắt cắm này thật sự ra là ở Việt Nam mình nó là rất đầy đủ, rất nhiều luôn, nhưng mà mình không biết xin hay không xin. Và nó bán đủ thứ giá trên trời dưới đất gì đủ có hết, từ rẻ cho đến mắc gì cũng có hết. Do đó là không hình dung ra được là nó như thế nào và ra làm sao. Thì Nga mới ghé vô, Nga thấy ở Việt Nam mình thì nó bán, nếu mà Nga hỏi đó, người ta nói là cái dây jean á, để
chuyển từ cái đuôi của iPhone, có nghĩa là đuôi thứ này sang cái đầu kia sắt vali, thì họ bán dây jean là bán cho mình là khoảng 290. Nhưng khi nghe check mọi thông tin, nghe đến Apple nghe coi thì cái này xong hết là 10 đồng ha, 10 đồng rồi mình cộng cộng thuế này kia vô cỡ thấy là cỡ dao động cỡ 10-11 đồng. Thì dầu sao 11 đồng nếu mà quy đổi ra tiền bạc, có nghĩa quy đổi ra tiền thì nó cũng là rẻ, dễ dàng, mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Có nghĩa là quy đổi ra tiền thì nó rẻ hơn so với ở Việt Nam. Và Nga đã có cái này rồi, tại cái này sẽ giúp cho mình có thể là mình nghe nhạc cách, tóm lại là mình mua đây nó điểm rẻ hơn ở Việt Nam thì cứ mua đi. Rồi, Nga không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ hôm nay thì mình chỉ mở nó ra cho các chị và các bạn xem trong iPhone 11. Và cái này, món này thật sự đối với ở Mỹ, hồi nãy Nga cứ đi cái quan cảnh đó, có nói các chị là cái quan cảnh ở đây hôm nay nó không có đông như là lúc mới ra ở iPhone 11 khi mới ra. Thì chị Nga có kể rằng hôm kỳ cái ngày mà iPhone 11 nó bán, chị Nga đi họ xếp hàng rất dài ở trong cái store machine mà hồi nãy Nga đi đó, cái khu vực Apple Store đó, thì họ rất là đông. Không phải là vắng như hồi nãy là vắng, nhưng mà cũng lượng khách ra vừa cũng tương đối là nó đông, nhộn nhịp. Và cái ngày này là ngày trong tuần thứ ba mà lượng khách vô Apple Store nó cũng đông. Rồi, bây giờ mình sẽ mở các chị và các bạn coi. Đây là cái iPhone 11. 11 Pro thì mình nói rồi, mình không mua, nãy những cái đầu phim mình cũng xin lỗi các chị và các bạn là mình nói nhầm. Hai ống kính là 11, ba ống kính là 11 Pro. Và trong 11 Pro nó có cái loại lớn và có loại bé ha. Và cái 11 Pro thì giá của nó tầm khoảng, các chị cứ nghĩ đi, nó tương đương gần một cây vàng. Và cây vàng hiện giờ nó tầm khoảng dao động cỡ 40-41 triệu. Và tùy theo dung lượng thì giá nó sẽ khác, biến động như thế nào thì mình không biết. Rồi, nhưng mà mình chỉ mua cỡ 11 thôi để mềm, để phần tiền còn lại Nga sử dụng cho việc khác. Rồi, bây giờ đây, họ có ghi rất cả đầy đủ các thông tin ở trên hộp. Đầu tiên các anh chị sẽ thấy là hình dáng ở phía ngoài. Nếu như mình mua màu trắng thì ở đây màu trắng. Ở iPhone 11 nó có các màu ví như màu trắng, màu vàng, màu đen, màu xám, màu đỏ. Và có một cái màu giống như màu xanh vậy, nhớ mang máng. Thì và thông tin ở đằng sau đích hộp nó ghi rất đầy đủ thông tin là bao nhiêu gig ở đằng sau đây, thí dụ như 64GB, 128GB hoặc là 256GB thì nó ghi đây. Rồi người ta ghi thông tin đầy đủ nào là iPhone, một cái earphone port with lightning connector là cái tai nghe, rồi một cái lightning USB cap, có nghĩa là nói đầu cap của USB, cái dây mình để sạc á, một cái cục sạc. Rồi sau đó nó ghi là hỗ trợ những cái mạng hệ thống giống như là CDMA hay là GSM, rồi LTE, rồi Wi-Fi, Bluetooth, NFC, rồi GPS, đầy đủ hết ha. Và nó ghi mọi thông tin trong đây. Và đây có một cái mã code. Và nghe nói một cái điều đặc biệt nữa, nó ghi thông tin là iPhone 11, rồi white, màu trắng, rồi số dung lượng, designed by Apple in Cali, assembly in China, có nghĩa là một số cái hệ thống của nó được sản xuất ở tại Trung Quốc ha. Rồi, và cái model của nó ghi rất là thông tin và nó có một cái mã code. Và nó ghi đầy đủ ở đây. Và đặc biệt là đối với Apple, khi ví dụ như các anh chị và các bạn, ví dụ như là đang dùng iPhone 7 đi, các anh chị muốn đổi thì các anh chị cái gì cầm iPhone 7 lợi các anh chị, ví dụ iPhone 7 ở Mỹ thu lại, người họ thu lại khoảng tầm khoảng 150 đô tùy dòng nha, và tùy dung lượng thì khi đến thực tế thì mình mới biết. Và họ thu lại thì các anh chị khi đổi đây thì các anh chị sẽ bù tiền thêm.
để mà lấy cái phone này về. Và khi mà họ đổi thì tất nhiên họ sẽ có cái mã code của cái phone mình. Ví dụ cái phone mình mua ở Mỹ thì người ta mới đổi bằng giấy da, bằng theo cái kỹ cách của Mỹ. Còn ví dụ các anh chị mà mua ở Việt Nam, hay là các anh chị mua cái phone đó xuất xứ ở Trung Quốc, hay là ở Nhật, hay là ở Hàn Quốc, hay là ở Singapore mình không biết, thì cái đó khi này thì cái việc ưu tiên thu mua lại thì Nga không biết là họ có giải quyết không, nhưng theo cái cảm nhận của mình là họ sẽ không giải quyết. Tại vì các anh chị biết là khi các anh chị mua ở đây nó có một cái mã code, cái này chính là cái series của cái máy phía trong, và cái máy này sẽ được đưa lên hệ thống. Và các anh chị biết là khi như thế thì cái mã của cái phone này á, khi mà mình đem bán là thì người ta cũng test được như thường. Rồi, không để mất thời gian của các anh chị và các bạn, bây giờ mình sẽ cho các anh chị và các bạn xem bên trong của cái iPhone 11 màu trắng này là cái gì nha. Rồi, đây các anh chị và các bạn cứ việc nắm kéo xé cái này lên, nó đi rất là mượt ha. Rồi, ở đây các anh chị sẽ lấy cái phone ra để này nguyên lại. Đây cái hộp phone, đây đây là cái màu trắng. Nó có hai cái mặt sau của nó là một cái mặt gương màu trắng, ống kính gần đây nè, cho các anh chị và các bạn coi. Đằng sau đây mặt gương nó màu trắng rất là sáng, ống kính mình gồm có hai camera, một cái chỗ flash ha, rồi một cái, tất nhiên phone nào nó cũng có camera đằng trước. Và mình thấy đây cái đuôi cắm nó vẫn sử dụng sắt giống như cái kia, và cái đầu sắt này để nha, coi coi thông tin coi. Và đặc biệt đây, cái này tại sao mình chọn màu trắng, tại vì các anh chị biết là đối với thị trường ở Mỹ thì người ta thích những cái màu kia thì người ta chỉ gắn một cái ốp trong thôi, rồi sau đó người ta sẽ thấy nó đẹp. Giống như nãy ta thấy là cái màu vàng và cái màu đỏ nó cũng rất là đẹp, nhưng khi về Việt Nam của mình thì đa số ở Việt Nam mình thì ốp nó rất là vừa là nó việc là vô tư luôn, nó gọi là nó rộng rãi và nó nhiều loại mẫu mã cầu kỳ. Nhưng khi đó thì mình gắn cái ốp đầu đây, thì nếu như cái của mình màu trắng thì cái kia nếu mà mình lựa trong thì nó sẽ nổi bật lên cái iPhone của cái máy của mình trông rất đẹp. Tại vì cách đây khoảng chừng đúng 2 tuần trước thì Nga có mua một cái ốp cho người một người bạn, thì cái cô đó là cái ốp đó màu trong và nó có viền màu tím, thì khi ấy thì cái phone này rất đẹp. Và ở Việt Nam nó có một cái loại là cột cái là giúp chống được cái việc chày của cái kính này luôn. Cái đó nó hôm trước nó có mua rồi, nó độn lên nó chống cái chày cái kính của camera này, thì Trung Quốc nó đã sản xuất ra rồi đó, để tiện cho mình. Ở mặt này là mặt gương hoàn toàn, nhưng nếu như thật sự nó nói thật sự là nếu như mà mình ở thị trường giống như mình ở Mỹ hay gì thì mình sử dụng vậy luôn không, thì Nga thấy cũng đã đẹp rồi, chỉ cần một cái màu trắng để chống cái dù rớt hay gì đó nó đỡ hơn. Và ở đây họ cũng có tính năng là họ cũng có cái nút đây tăng giảm âm, đây nút power. Và cái nút power ở iPhone này thì Nga thấy có vẻ như nó bự hơn so với iPhone 7 của Nga dùng ha. Rồi bây giờ mình thử mở rồi mở máy cho các anh chị và các bạn xem. Và ở đây nó có nút nút tăng giảm âm lượng ha, rồi ở đây có nút mà tự động stand up khi mà chế độ gọi đến, như những dòng từ iPhone 10, iPhone 7 này kia thì nó tự động nó đang setup, nó đang chạy đó, các chị và các bạn thấy đấy. Rồi đầu vô chào hello gì hola đủ thứ gì trời, ngôn ngữ gì đặc biệt kìa, hello trời ơi, bonjour tiếng Pháp luôn, nó ghê ta. Cái chữ gì mà chữ tiếng Nhật luôn mình cũng không biết cách đọc, rồi thêm nữa chữ Hàn Quốc luôn. Giờ bắt đầu ảnh mới vô giao diện của ảnh. Đây nó chạy, nó đang set cái hệ thống ha. Rồi thôi, trong lúc chờ đợi cái anh này anh chạy đây rồi vô, rồi bắt đầu anh vô anh chào hello sign in gì ai, mình trở lại coi sao. Khi mà nó chào đi đây nó có cái phần mà để chọn cái ngôn ngữ mình sẽ chọn vô đây ha,
Nhưng mà mình tạm thời mình gác ảnh qua một bên để mình coi còn gì nữa. Tất nhiên trong iPhone thì hầu như các anh chị và các bạn biết tính năng của nó rồi ha. Rồi một cái nữa mình sẽ thấy đây là cái ống lúc nào cũng có. Đây cái này mình dùng để dán để các anh chơi cho vui thôi, trên iPad hay là MacBook. Hôm trước có check cái MacBook rồi hả, coi mình cũng có chấm một cái MacBook. Rồi cái này là cái thông tin, mọi thông tin của iPhone, ghi thông tin về pin về này kia. Rồi cái cách mà mở tắt như thế nào, hello. Rồi ở đây, cũng như đây, đây là cái cây mà để mở SIM của iPhone 11. Cái thanh mở SIM thì nó cũng thấy cũng khác khác so với thanh mở SIM của kia. Để mình coi có cái lỗ à. Ô cũng được xem thôi, ở đây có. Nhưng mà từ iPhone 11 hình như đang nhớ là có bắt đầu có SIM điện tử rồi. Thì SIM điện tử hình như tích hợp hai SIM, để ngày mai ngay khi mà đi mua SIM thì mình sẽ hỏi cái vụ SIM điện tử cho nó dễ dàng. Rồi kế tiếp bây giờ Nga sẽ bỏ cái này vô đây. Rồi Nga sẽ coi coi có cái gì nữa. Rồi đây một cái cục sạc như bình thường, các anh chị và các bạn thấy cái cục sạc đây, cái sạc để cắm sạc pin. Rồi một cái earphone ở đây, một cái earphone nó nằm đây. Rồi một cái dây sạc, cũng là dầu dây sạc cũ giống như iPhone 7 thôi. Rồi cũng đỡ là không có gì thay đổi nhiều. Rồi để nghe coi coi nó có cái một cái sắt để chuyển hay không. Chờ mình chút nha. Coi earphone. Đây họ cũng có cái speaker như bình thường, như bất cứ iPhone nào. Họ cũng là có một cái sợi dây giống như thế này, iPhone 7, iPhone 11 thì cái cách thức họ thiết kế thì nó cũng na ná như nhau về dây speaker tăng giảm. Dây speaker tăng giảm này thôi, không có gì thay đổi hết cả, không gì khác lạ. Rồi hồi nãy mình quên mua thêm một cái dây speaker earphone. Rồi nó như thế thôi, mà Nga cũng không thấy một cái dây giống như dây này, dây để chuyển đổi từ sắt của iPhone sang sắt ba ly không có tặng. Nhưng mà chị Nga nói là trong cái iPhone mà 7 Plus, 7 Plus á, thì cái gì mà có Plus Plus á, thì thấy chị Nga nói là nó có tặng cho mình thêm một cái sắt chuyển này. Nhưng mà cái iPhone này thì mình không thấy. Và đây, nghe chị nói cho các anh chị và các bạn, iPhone nó chỉ có như thế thôi. Đó, chỉ có như thế gọn ghẽ vậy thôi mà nó đã đáng giá kiểu như là gần một cây vàng. Nếu như các anh chị mua iPhone 11 Pro, gọn cái này là nó cũng đã hơn còn khoảng chừng 11 cây vàng. Thì cái này cũng cỡ 10 triệu nữa đến 11 cây vàng, cái như hơn nữa, này là 5 chỉ vàng, 6 chỉ vàng. Cái iPhone không mà đã đáng, một cái iPhone này tương đương với 6 chỉ vàng của mình rồi ha. Rồi nghe chỉ tường thuật cho các anh chị xem là phía trong của iPhone như thế nào và cách cài đặt iPhone. Thì nghe biết rằng chúng ta đều biết cài đặt hết cả, thì các anh chị đào lại danh sách danh bạ của anh chị thì sau đó mình sẽ dùng được dễ dàng. Rồi cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Đây là đối với màu trắng, còn những màu khác thì nó dễ dàng. Và Nga cũng nói luôn là khi mua iPhone tại Mỹ nó rất vô cùng dễ. Nga thấy là mua bất cứ gì cũng vậy, nó cũng dễ, nó không hỏi passport, không hỏi gì hết. Quan trọng là bạn có tiền hay không thôi. Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi Nga chương trình, cái việc mà Nga cho các anh chị coi vào trong iPhone này như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ cài iPhone. Rồi, chào tạm biệt tất cả các anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những đoạn clip sắp tới. Xin chào ạ.